Được không? Bây giờ chị có biết mấy giờ để chị em phục vụ chị là bây giờ 2 giờ sáng, mà bây giờ chị đi xong chị không gỡ tiền. Bây giờ đó, chị đi xe em này, chị sử dụng phục vụ em này, đai đồng hồ nè. 102.000. Em tên gì em? 102.000 này, chị không rõ tiền đồng hồ xe là sao? Em tên gì? Em tên gì kệ em. Tới bây giờ cho chị họ không, chị không có quyền để ở tay em. Đề nghị chị á là chị đi xe chị trả tiền đi. Em đi ngày chị đi xa về đã tiền thôi, chứ còn em không có hỏi. Em rất đồng hồ lịch sự vậy, 3 giờ 2 giờ sáng còn phục vụ chị. Bây giờ chị nói rằng chị không trả tiền. Lấy tiền đi. Bây giờ đưa chị đưa thẻ em quẹt. Chị đưa thẻ em đi. Chị không có nghe thẻ, that's why. Em sao vậy? Như là mắc thừa. Và tại vì là như là chị gọi. Chị là không phải là người Việt Nam mà chị ở tới nói chị là, không có phải người Việt Nam nói, Việt Nam vậy em chị không quan tâm như nó, chị không có bây giờ tiền. em nói chị không có đem tiền như dạ đưa chị đưa thẻ em quẹt sao em không tốn thẻ được thẻ, tại ở trên mạng là chị có để là cái chuyện đó là chị điện Grab là chị của chị mà lỗi của em là chị em muốn qua em lỗi gì chị tại sao em ủa em lỗi gì bây giờ khách sạn điện xa thì em lên em đón chị rồi. Đâu có offer đâu chị đừng lên xe em chị đi và chị đừng lên xe em chị đi em sẽ nói là em sẽ này là như là không phải là à không em không phải... em biết chỉ biết khách sạn điện xa em lại em đón chị sẽ nói thôi chị nói là em á là như là biết là người khách nào là phải lên xuống đừng có nói nhiều nha như vậy bây giờ khách sạn lên nấy chị không có tiền chị cứ lên xe em chị đi tiền em muốn quýnh chị hả chính quýnh đi quýnh đi nè em chẳng động thủ động tay một trăm đồng gì hết chứ mà anh có người... đi xe em có 100.000 nó không trả tiền one hundred no money yeah I don't have money but did you show him that you had Grab right yes I did and it wasn't like you know he wants to like lift up this pretty woman and I was like I was asking for Grab versus like taxi yeah, and he should have told you that he's not there you go so he didn't so now I have no $100 and I even if I do I don't want to pay for you you can bây you giờ can đề report đề trả tiền me xe that no đề nghề chị trả tiền xe đi no I have my honesty young the man is gonna hit me they're gonna protect me. Yes. I'm not gonna. Đề nghị gì đó thì sai tôi đây. No. No. Oh. Welcome to America. Oh, welcome to America. Nope. Không có trả tiền gì chứ. Chị không phải là chỗ này. Muốn muốn chị hay sao vậy? Em không đánh đập gì đây đó. Em chỉ phục vụ chị là lấy tiền chị thôi. Đề nghị có 100.000 chị gửi cho em đi. Em muốn gửi cho president or like a government. I don't care. They'll like love me. See me how grateful I am. But nói em gửi đi. Nhưng mà mày chị đã nói rồi, không có tiền. Bây giờ chị đã say. Did you have Grab on your phone, right? And it said that it's paid for and it's because Grab. He's fake, he shouldn't tell. He shouldn't like. Oh, this yeah, you're not. Show me. Him. He should say because I'm not Grab. I was at the Hyatt drinking and you know having all this stuff. It's his fault. So honestly, I'm gonna teach him a value of like, this is not how it is, and I'm sorry. Man, you can't fucking touch me because I will fuck touch you too. Go ahead. What's up? Chị đi xa chị gửi tiền nữa chứ sao? Sao mà gửi tiền mình để nói là chị là